con nghe thầy Tèo chia sẻ là chú trước đây bị gan với tiểu đường. Dạ đúng rồi. Bị sơ gan với tiểu đường. Sơ gan. Dạ. Tôi đi hết bệnh viện hết. Bệnh Chánh nè, rồi 115 nè, rồi cái gì Chợ Quán này kêu là nhiệt đới đó. Nhiệt đới. Rồi trung tâm y tế Kỳ Hòa nè. Mình điều trị cho bệnh nhân đó đây của mình có 6 loại thuốc. Loại thuốc thứ nhất là trị tiểu đường cường giáp tuyến giáp. Còn cái loại thuốc thứ hai đó là cái loại thuốc đó là đã điều trị em ấy ngày xưa đó. Là coi như là những u những gì thì đó là điều trị cái loại thuốc thứ cho em ấy. Khối u đó hả? Đúng rồi, còn 4 loại thuốc kia thì một loại trị gan B, một loại trị gan sơ, một loại trị gan mỡ và một loại trị u gan. Coi như là gan thì u gan là sơ gan, gan B với gan mỡ và các khối u ở trong cơ thể và bệnh tiểu đường. Đúng rồi. Dạ. Thì coi như là sẵn cái kênh của Bùi Hồ thì hôm nay tôi cũng thông báo với cho bệnh nhân rõ là những tôi đang điều trị những cái chứng bệnh như vậy. Dạ. Thì hiệu quả đó thì số lượng bệnh nhân mình hết rất là nhiều. Tuy tôi cực khổ nhưng mà bệnh bù đắp lại bệnh nhân hết rất là nhiều, tôi cũng vui lắm. Là ngày xưa chú này là bị gan đây. Bây giờ cái bụng ăn xẹp rồi đó. Ngày xưa là bụng lớn. Thì thời điểm anh mới qua đây nè. Dạ. Cái giò ổng phù lên ấy, đứa cuộc vậy đó, đi gậy anh tụi rồi từ rồi uống thuốc của mình tới giờ là coi như không khỏe luôn. Đợt rồi thì ổng đi bệnh viện kiểm tra máu thì lượng đường giờ còn chỉ có 9. Ồ. Chứ lúc trước là tháng nào cũng là phải lợi bệnh viện lấy thuốc đường để uống. Là cái chú đó là bị bao nhiêu năm rồi? Cái đó anh không gành nữa, anh thấy bệnh nhân lại lên giúp thôi chứ anh không có hỏi. Nhưng thời mà gian. Thầy trị hết bao nhiêu lâu rồi cái chú đó? Thì bây giờ hầu như là hết rồi đó. Nhưng mà lúc mà lại thầy là khoảng 5 năm về trước hả? Khoảng 4 năm rồi. Dạ. Anh ra đây là cho uống thuốc liền. Mình ở đây 4 năm mấy rồi. Dạ. Dưới thời gian trước thì anh ở trong chùa. Dạ. Ô quá quý bệnh nhân của thầy, bây giờ coi xe cho thầy luôn. Nó. Dạ thôi, con mời thầy ăn trước đi. Không có ăn trước đi, thầy nấu sao. Dạ, thôi để con qua bên đây cái con gặp ra chú này. Chú dạ. Dạ, con chào chú. Dạ. Chú cho con quay phim cái ha chú ha. Dạ. Chú con xin phép là chú năm nay bao nhiêu ha chú ha? Năm nay tôi sinh năm 1943, ngày 10 tháng 12 năm 1943. Dạ. Và hôm nay thật sự là 77 tuổi. Dạ. Chú 77 tuổi. Thì con nghe thầy Tèo chia sẻ là chú trước đây bị gan với tiểu đường. Dạ đúng rồi. Bị sơ gan với tiểu đường. Sơ gan. Dạ. Tôi đi hết bệnh viện hết. Bệnh Chánh nè, rồi 115 nè, rồi cái gì Chợ Quán này kêu là nhiệt đới đó. Nhiệt đới. Rồi trung tâm y tế Kỳ Hòa nè, rồi Bình Tân nè. Đó là tôi đi hết bệnh viện. Đại học y dược nữa. Và tôi thấy thuốc uống thấy gan nó càng uống nó ban đầu uống vô thì nó men gan cao rồi từ từ đi tái khám amgết rồi nó nhảy qua cái gì CVC đó, những CVC rồi ta nói là uống qua sơ gan rồi thôi tôi không tin tưởng nữa, thôi tôi bỏ, tôi họ không có đi bệnh viện nữa. Tôi mới qua thầy Tèo. Tôi bị cái phát bệnh này là 2005. Dạ. Lúc đó là chú bao nhiêu tuổi? Rồi năm nay chú 77 là cách đây 15 năm. Bắt đầu cái bệnh đó. Dạ. Bây giờ bắt đầu qua gặp ổng. Cái duyên may là sao á, chứ ổng mà chứ ổng làm ở đâu á chứ tôi không biết. Nhưng giờ ổng về đây thì tôi cũng buôn bán nhỏ lẻ ở đây nè. Rồi ông cũng qua ông uống cà phê này kia rồi đó, ông thấy tình trạng bệnh tôi đó, rồi ông cho thuốc uống tới
tôi mới siêu âm là nó bình thường hết rồi. Tất cả các chỉ số đều bình thường hết. Dạ dạ. Dạ. Thì căn bệnh mình là mắc năm 2005. Yeah. Là mình bắt đầu bệnh. Yeah. Là mình chạy bao nhiêu bác sĩ chú? Bao nhiêu bệnh viện? Là Bình Chánh nè, một nè. Rồi Đại học Y Dược là 2 nè. Nhiệt đới chú nói. Rồi là nhiệt đới nè. Rồi yeah. Bình Tân là 3 nè. Yeah. Rồi trung tâm y tế Kỳ Hòa ở Hồ Kỳ Hòa đó. Dạ. Cộng nhưng, của bệnh viện. Nhưng mà bao nhiêu năm chú chạy đi bệnh viện là tổng cộng bao nhiêu năm? Cái đó là lâu quá rồi tôi không có để ý nhiều bệnh viện nhiều sổ các bệnh đó. Rồi sau này nó trở nặng lắm thì chú mới ở nhà luôn và gặp may mắn gặp được thầy Tèo. Không có trở bệnh nặng, không có nặng không gì hết đó. Nhưng mà có cái là tôi không có đi mấy bệnh viện đó nữa. Nghe ông về đây đó rồi tôi mới ông gặp ông rồi. Con nghe nói thầy Tèo bây giờ là chú ngồi ở đây sáng như coi là coi trong xe của bệnh nhân cho thầy hả? Dạ đúng rồi. Là chú ngồi ở đây là chỉ ngày thứ bảy với chủ nhật là trong xe cho bệnh nhân của thầy. Dạ thứ bảy chủ nhật nói chung là tôi thường xuyên tôi ở đây, tôi đối diện với ông ở đây. Dạ. À, ông nhờ gì tôi làm đấy, nhưng trong một cái là ông cấp thuốc cho tôi uống cũng như đời qua nghĩa lại mà. Dạ. À. Thì thầy trị lúc thầy trị cho chú có lấy tiền không? Dạ không, không có cho tiền, không có lấy tiền mà tôi cũng không có cho tiền ông. Tôi không cho ông lấy luôn. Nếu thấy tình cảnh tôi nghèo buôn bán gì có 200 già mà ông đâu có lấy tiền. Thậm chí ông cho tiền nữa. À, vậy là chú với lại bà bên đây là bà xã. Dạ. Thôi con cảm ơn chú rất là nhiều, hôm nay gặp được chú thầy chia sẻ con mới biết. Thầy ơi may mắn quá, sáng thì gặp được bệnh nhân của thầy mà bệnh nhân mà người coi như trong con gặp là hai người bệnh nhân mà hiện nay quay trở lại là làm phước cho thầy. Dạ. Cô bác của anh chị thì hiện nay thì mấy giờ hay đây ha? 10 giờ 15. Sáng nay thầy chưa ăn sáng luôn. Đúng rồi, là 16 giờ sáng đến giờ. Con nghe nói thầy chỉ trị vào chủ nhật thôi nhưng mà thứ bảy là tại vì bệnh nhân ở xa họ cấp bách hay sao thầy? Đúng rồi, tại vì cái quy định bên ông y của mình đó là cứu bệnh như cứu quả. Dạ. Không kể giờ giấc gì hết. Dạ. Họ đến là mình chữa cho người ta liền. Dạ. Dạ thôi con mời thầy ăn sáng đi. Rồi sáng nay thầy mới 10 giờ sáng mới làm được một tô hủ tiếu như thế này nè. Rồi hai thầy. Dạ hai thầy trò mình ăn sáng.